Tối qua, Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc trái phép tại địa chỉ 31E trên 26 đường Biệt Thự, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đáng chú ý là các đối tượng đánh bạc đều là người Trung Quốc theo tour du lịch đến thành phố Nha Trang. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ số tiền dùng để đánh bạc là 14.000 nhân dân tệ, 6 bộ bài mặt trược, 3 bàn đánh bạc, 15 điện thoại di động, 5 xe máy các loại, tạm giữ trong người các đối tượng số tiền là gần 100 triệu Việt Nam đồng, 21.267 nhân dân tệ, 607 đô la Mỹ. Hiện Công an thành phố Nha Trang đang củng cố hồ sơ để điều tra xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Theo thông tin điều tra ban đầu, căn nhà nơi diễn ra đánh bạc hiện đang do một người Trung Quốc thuê của người Việt Nam để lưu trú và tổ chức đánh bạc trái phép.